Siêu Ký xin chào khán giả đang xem kênh Hà Du Ký Vlog. Xin chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Mọi người ơi, Hà Du Ký đang đứng ở đại lộ, một đại lộ gọi là đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Vì sao Hà Du Ký để nói điều này để chút xíu rồi Hà Du Ký sẽ nói. Khi mà Hà Du Ký up cái clip là đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh Bắc 1 nha, thì bạn bè Hà Du Ký nhắn tin riêng rồi nhắn comment trong dưới cái clip á, thì nói rằng ủa đây là đại lộ đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh à. Cái Hà Du Ký mới nói không, đây chỉ là Bắc 1, tức là thành phố Hồ Chí Minh á còn nhiều cái con đường và nhiều đại lộ đẹp lắm. Chính vì thế Hà Du Ký mới nói là Bắc 1. Cái bạn bè của Hà Du Ký mới nói đúng rồi, vậy thì đại lộ Võ Văn Linh á, Nguyễn Văn Linh á cũng đẹp đó, vậy thì bạn review cho mọi người xem đi. Hà Du Ký suy nghĩ đại lộ Nguyễn Văn Linh cũng đẹp á, bởi vì Hà Du Ký cũng từng biết về cái đại lộ Nguyễn Văn Linh này cách đây gần 10 năm về trước, thường xuyên đi cái con đường này khi mà Hà Du Ký còn ở quận 8 á, đi về quê hay đi con đường này, hoặc là đi dạy á hay đi con đường này. Không còn đi con đường này cách nay khoảng 10 năm rồi, nên hôm nay là đi lại cái con đường này để coi nó có gì thay đổi, có gì đổi thú vị. Hà Du Ký sẽ review chia sẻ cho mọi người. Đó cũng là cách để đáp ứng cái lời yêu cầu của bạn của khán giả luôn. Rồi bây giờ Hà Du Ký sẽ review chia sẻ cho mọi người về cái đạo lộ Nguyễn Văn Linh để chúng ta cùng khám phá về nó để coi nó có gì thú vị hay không nha. Rồi xin mời mọi người cùng với Hà Du Ký chúng ta lấy cô ở đây nè, ao đại lộ Nguyễn Văn có cái ao sen mọi người, có rất nhiều sen rất đẹp. Và bây giờ Hà Du Ký theo không gian vô Hà Du Ký đi đây. Theo Hà Du Ký tìm hiểu được đó mọi người, thì đại lộ Nguyễn Văn Linh á, nó có điểm bắt đầu giáp với quốc lộ 1A, giao với lại cái cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cái đầu đường đại lộ Nguyễn Văn Linh đó mọi người, có một cái ao sen trải dài hàng mấy trăm mét luôn. Rất là nhiều hoa sen. Đại lộ Nguyễn Văn Linh á, thì Hà Du Ký cũng tìm hiểu được á, là nó có chiều rộng khoảng 120m, từ mép đường bên trái sang mép đường bên phải và ngược lại. Với cái bề rộng như vậy á, thì đại lộ Nguyễn Văn Linh á, có 10 làn xe. Và toàn tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh á, nó có chiều dài khoảng 17,8 km đó mọi người. Chính vì vậy thì cái chiều dài nó quá dài đi. Nếu mà Hà Du Ký mà review chia sẻ hết cho mọi người về cái đoạn đường này mà Hà Du Ký phải đi qua để ghi hình lại để chia sẻ cho mọi người á, thì nó sẽ rất là dài. Nên Hà Du Ký quyết định clip này Hà Du Ký sẽ làm ngắn thôi, và Hà Du Ký sẽ review một vài đoạn, hay là những chỗ mà dừng chờ đèn xanh đèn đỏ là Hà Du Ký cắt bỏ luôn. Phía trước là trời đang chuyển mưa rất là nhiều mọi người. Hy vọng là cái việc mà review chia sẻ cho mọi người về cái đại lộ Nguyễn Văn Linh này cũng được thuận lợi. Nếu như mà mắc mưa thì Hà Du Ký sẽ đục mưa rồi Hà Du Ký sẽ di chuyển tiếp. Hà Du Ký sẽ review tiếp để làm sao để có đủ một cái thước phim trọn vẹn từ điểm đầu cho tới điểm cuối để chia sẻ cho mọi người ha. Mọi người nhìn thấy đại lộ Nguyễn Văn Linh là khá là rộng ha. Như Hà Du Ký mới vừa nói á, thì nó có tới 10 làn xe lận. Hà Du Ký đang đi lên dành cho xe gắn máy á, nên từ cái lên này xe gắn máy chiều này mà nhìn qua tới lên xe gắn máy dành cho chiều bên kia thì nó rất là rộng, rất là xa. Nên Hà Du Ký quay cái màn hình nó hơi xéo xéo vậy nè, để cho mọi người có thể nhìn xuyên xuyên qua bên kia, để mọi người nhìn thấy được cái chiều ngược lại
của con đường đại lộ Nguyễn Văn Linh ha. Theo Hà Du Ký được biết từ những cái trang báo đó, thì đại lộ Nguyễn Văn Linh là một cái tuyến đường được xem là một cái tuyến đường huyết mạch, nó có ý nghĩa rất là quan trọng đối với cái việc mà phát triển kinh tế cho khu vực phía nam của thành phố Hồ Chí Minh. Theo cái chiều mà Hà Vũ Ký đang đi nè mọi người, thì Hà Vũ Ký cho cái điểm bắt đầu của cái đại lộ Nguyễn Văn Linh là tại cái giao với quốc lộ 1A huyện Bình Chánh ha. Và cái điểm cuối của nó sẽ là ngay cái đường vào cổng khu công nghiệp Tân Thuận, đường Quỳnh Tấn Phát đó mọi người. Và nếu chúng ta đi chiều từ trong Quỳnh Tấn Phát, khu công nghiệp Tân Thuận chúng ta đi ra, thì đó là điểm bắt đầu và điểm cuối là ngay chỗ quốc lộ 1A, vậy thôi. Đi trên cái con đường này nè mọi người, Hà Du Ký thấy rằng nó có rất là nhiều cây xanh. Hà Vũ Ký review chia sẻ cho mọi người về cái con đường này á, thì Hà Vũ Ký sẽ làm phong phú cái hình ảnh lên để cho mọi người nhìn thấy ở tầng thấp và tầng cao. Hà Vũ Ký sẽ bay livecam khá là nhiều ở trên con đường này để chia sẻ cho mọi người, để mọi người nhìn thấy được cái tổng quan của cái đại lộ, để chúng ta hiểu thêm, chúng ta thấy cái đại lộ Nguyễn Văn Linh này rõ ràng hơn. Cái đường này là cái đường Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Văn Linh là cái tên của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đó mọi người. Là người có công rất lớn trong việc mà đổi mới đất nước từ cái nền kinh tế bao cấp sang cái nền kinh tế là thị trường ha. Nãy giờ đi trên cái đại lộ Nguyễn Văn Linh này thì Hà Vũ Ký đi qua ba cây cầu mà Hà Vũ Ký rất là ấn tượng. Đó là cây cầu Cần Giuộc nè, cầu Ông Lớn và cầu Xóm Củi đó mọi người. Những cây cầu áp dụng theo kỹ thuật và kiến trúc của Thụy Sĩ nha mọi người. Những cây cầu này nè, nó có những cái nhịp chính dài tới 99m, nó không có trụ ở dưới sông. Cái màu xanh của cây cối hòa với cái màu của cây cầu và hòa với là những cái mái nhà rồi những cái cánh đồng xa xa, nhìn cái đại lộ Nguyễn Văn Linh rất là hài hòa, rất là thơ mộng. Hai bên đường đại lộ Nguyễn Văn Linh này mọi người sẽ nhìn thấy rất nhiều tòa nhà cao ốc ha, khá là khang trang, khá là đẹp và hiện đại đó. Đại lộ Nguyễn Văn Linh trước đây nó cũng có cái tên là đại lộ Nam Sài Gòn nha mọi người. Đây là một cái tuyến đường mà Hà Vũ Ký xin chia sẻ lại, xin nói lại, đó là một tuyến đường huyết mạch luôn. Nó chia sẻ cái lưu lượng giao thông, lưu lượng phương tiện di chuyển về các tỉnh miền Tây vào thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra các tỉnh miền Đông và ngược lại. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện chỉ thị 10 và chỉ thị 16
nên cái đại lộ Nguyễn Văn Linh thường ngày thì rất là đông xe, rất là nhộn nhịp, đặc biệt là xe container đó mọi người. Tại vì trước đây Hà Vũ Ký cũng đi xe container rất là nhiều, xe tải rất là nhiều. Nhưng mà thời điểm này, thời điểm dịch bệnh thì Hà Vũ Ký quan sát được là trên đường cũng khá là vắng, cái mật độ lưu lượng xe di chuyển trên đường giảm rất là nhiều đó mọi người. Cái đại lộ này rất là lớn, thì người ta thiết kế ra một cái đại lộ lớn như vậy thì ta để phục vụ cho cái mật độ, cái lưu lượng xe rất là nhiều ha. Nhưng mà đại lộ lớn như vậy nhưng mà đường thì rất là vắng, chứng tỏ là cái việc mà lưu thông của các phương tiện đã giảm đi rất là nhiều rồi. Hà Vũ Ký đã tìm hiểu về cái con đường đại lộ Nguyễn Văn Linh. Để hiểu thêm về đại lộ Nguyễn Văn Linh từ cái giai đoạn khởi công xây dựng cho tới cái ngày hoàn thành cuối cùng, Hà Vũ Ký được biết là đại lộ Nguyễn Văn Linh này được khởi công xây dựng vào ngày 30 tháng 12 năm 1996 và đã đi qua 3 giai đoạn xây dựng và phát triển cho đến ngày 30 tháng 12 năm 2007. Tức là 11 năm từ ngày khởi công xây dựng cho tới hoàn thiện cái công đoạn cuối cùng để cho đại lộ Nguyễn Văn Linh có được như ngày hôm nay đó mọi người. Một thời gian khá là dài để xây dựng một cái con đường ha mọi người. Cái điều đó cũng xứng đáng thôi, bởi vì ngày trước theo Hà Vũ Ký cũng đã biết về cái khu này, và sau đó thì cũng được đọc nhiều cái bài báo viết về cái khu quận 8 và cái khu Phú Mỹ Hưng này nè, là khu quận 7 á, là khu này ngày xưa là một cái khu đầm lầy, rất là nhiều ao tù, rất là nhiều sông ngòi và cây cối chằng chịt, đặc biệt là cây bần, cây đước, cây dừa nước đó mọi người, lao sậy nữa, rất là tầm. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà cái đại lộ Nguyễn Văn Linh này đã được đưa vào khai thác vận hành sử dụng rồi, nhà cửa mọc lên đó, thì mọi người nhìn thấy cái khu Phú Mỹ Hưng bây giờ rất là khang trang, rất là sạch đẹp đúng không? Quá là hiện đại luôn. Mọi người nhìn thấy cái bàn tay con người làm trong hơn 11 năm thì bây giờ nó quá là vĩ đại rồi mọi người. Quá là đẹp luôn á chứ. Cái đoạn này thì Hà Vũ Ký đã nhìn thấy là mỗi chiều như vậy có tới 7 lần xe rồi. Thì tức là 2 chiều cộng lại là nó tới 14 làn xe đó mọi người. Khá là rộng ha. Và mọi người nhìn thấy nè, khu trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng là mật độ cây cối, cây xanh rất là dày luôn. Mọi người nhìn thấy con đường rất là mát đúng không? Tiếc rằng thì Hà Vũ Ký nãy bị mắc mưa, đột mưa, rồi bây giờ vô đây quay chia sẻ cho mọi người thì cái đường nó cũng hơi bị nhếch nhác, bị ướt ha. Càng tiến về cuối con đường thì Hà Vũ Ký thấy là mật độ cây xanh càng dày hơn, càng mát mẻ hơn, nhìn dịu mắt hơn nữa mọi người. Ở đây thì nó có một cái cầu vượt đó mọi người. Cái cầu vượt này cũng băng thẳng qua bên kia luôn, cũng là trên trục đại lộ Nguyễn Văn Linh. Nhưng mà vì Hà Vũ Ký đi bằng xe gắn máy á, nên Hà Vũ Ký không được lên cái con đường đó. Hà Vũ Ký sẽ đi bọc vòng ở dưới, rồi Hà Vũ Ký cũng sẽ đi trở lại đường Nguyễn Văn Linh luôn.
Mọi người nhìn thấy không? Rất là mát mẻ ha. Hôm nay quay đại lộ này gặp trời mưa, trú mưa hai lần luôn mọi người. Rồi Hà Vũ Ký trú mưa, rồi Hà Vũ Ký là tiếp tục đi review cho mọi người xem để hết biết hết về cái con đường này luôn. Rồi thì bây giờ Hà Vũ Ký đã vòng trở ra được cái đại lộ Nguyễn Văn Linh rồi đó mọi người. Ở đây có cây phượng trổ hoa cuối mùa rồi, cũng khá là đẹp đó mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy không? Trên dọc theo cái đại lộ Nguyễn Văn Linh này nè, có rất nhiều cây xanh và thảm thực vật khá là dày luôn. Mọi người có dịp mọi người đi thử một lần coi, nhìn rất là dịu mắt, rất là dễ chịu luôn đó. Rất là nhiều hoa, rất là nhiều tiểu cảnh, đẹp đó mọi người. Từ cái điểm bắt đầu ở ngoài khu quốc lộ 1A là 10 làn xe. Rồi nó tiến vào cái khu trung tâm khu Phú Mỹ Hưng là nó 14 làn xe. Và nó về cái điểm cuối này nè thì nó chỉ còn 6 làn xe thôi ha. Thank you.
Và đây là cũng là điểm cuối của đại lộ Nguyễn Văn Linh rồi đó mọi người. Mé bên tay phải này nè, đó quẹo theo chiều này thì chúng ta sẽ đi xuống cái cầu Phú Mỹ, là một trong những cây cầu đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh và một trong những cây cầu cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Có dịp thì Hà Du Ký sẽ review chia sẻ cho mọi người. Và đây là con đường Huỳnh Tấn Phát. Chúng ta quẹo tay trái thì chúng ta sẽ đi về cái cầu Tân Thuận 1 ha. Rồi, chúng ta đi thẳng vô trong. Đó là khu cổng của cái khu công nghiệp Tân Thuận ha. Và đây là điểm cuối của con đường đại lộ Nguyễn Văn Linh rồi đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với Hà Du Ký chúng ta khám phá, chúng ta trải nghiệm về cái con đường đại lộ Nguyễn Văn Linh. Chúng ta đã cùng đi với nhau trên cái con đường này khoảng 25 phút ha. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip. Xin mọi người cũng ủng hộ kênh Hà Du Ký Vlog bằng cách like, share, subscribe và nhấn chuông để chờ thông báo clip mới nha. Cảm ơn mọi người đã xem.